Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với lại gác của Khang. Và ngày hôm nay Khang có một cái kệ sách mới. Và hôm nay bác của Khang sẽ là người đóng cái kệ đó. Ok, và hãy cùng xem Khang đóng và sắp xếp kệ như thế nào. Kệ mới ngày hôm nay nha. Let's go. Ok, và đầu tiên là lấy hết đống sách và tháo đống kệ cũ ra. Cũng may là bác mình làm thợ mộc á, nên mình mới bày vẽ được cái vụ này. Nhiệm vụ của tôi là đứng xó rớ dẹp đống sách thôi, chứ còn lại là cọ bác với lại ba tôi làm. À mà quên nữa, nguyên cái gác của tôi mà tôi quay clip, chỗ tôi quay clip ăn ngủ đều là do bác một tay bác tôi làm hết luôn á. Từ vách ốp, trần, sàn rồi bác tôi làm hết á. Bác nói là cái kệ này gắn thêm cái đèn vô cho nó sáng rực rỡ luôn. Quá xịn, quá xịn luôn. Cao cái này luôn hả? Cái đụng trần để khỏi bị bụi trên trần luôn. Để cho khỏi bị bụi trên. Rồi giờ tới phiên tôi lau dọn sạch sẽ rồi chất sách lên thôi. Quá đơn giản. Ok. À mà tôi đang phân vân á, là cái tủ sách này nó hơi khích với lại mấy cuốn truyện rồi á, nên không biết là có nên vẫn để túi zip không mọi người tư vấn giúp tôi với. Tại vì tôi thấy để vô thì nó hơi chật tí xíu. Ok, và đây là tổng thể cái kệ sách của Khang. Đây là cái kệ cũ nè. Rồi, mà đi từ dưới lên trên nha. Khang đã xếp cái những cái cuốn sách. Sách thì Khang chưa xếp, nhưng mới xếp truyện thôi. Sách thì hôm nay Khang sẽ xếp đâu đó đàng hoàng. Và ở dưới cùng là cái nặng nhất là 7 cuốn Harry Potter. Ok. Tiếp theo, đây là cái kệ truyện đầu tiên. Để những cái cuốn hơi quá khổ tí xíu. Hai cuốn artbook Naruto để ở đây. Một cái kệ này Khang để linh tinh. Ok, ngăn đầu tiên Khang đã làm 2 tầng á mọi người. Bắt chước mọi người trên đó, Khang làm 2 tầng. Đầu tiên là dãy để Twilight nè. Đó, rồi tới Fullmetal Alchemist bản TVM, một số cuốn truyện lẻ. Ngoài này thì có Bầy Mèo Bất Hảo, Khi Tế Bào Làm Việc, Death Note, Khang mới sắm Trùng Sư tới tập 6, Orange, Khang đã kiếm đủ và có được tập 1 đó nha mọi người. Thanh Kiều bạn đã bán cho Khang tập 1 đủ bộ dày. Đây, Made in Abyss, Moon and John, Doraemon tập đặc biệt, tập tổng hợp chứ mà. Gì? Quá nãy. Tuyển tập cái bự á. Rồi 2 tầng, 20 tập Haikyuu ở trong và 20 tập Haikyuu ở ngoài. Đây là 64 tập Naruto của tôi. Có một cái Little Forest ở đây. Ở trên cao thì có Người Bà Tài Giỏi. Đó. On Your Knees Is Kill đã làm chồng đảm, cuốn light novel Những Đứa Con Người Sói, Ký Sinh Thú, Blackjack, Pokemon. Này có mua sách cũ ủng hộ một cái người quen với sách cũ gần nhà. Rồi những tập Kindaichi, Yu-Gi-Oh! R. Ở trong thì có Hanako và Ma Nhà Sĩ và Thanh Gươm Diệt Quỷ. Nói chung là sơ là vậy thôi, cho nên không có những cái tài liệu đó. Và đương nhiên là sắp tới sẽ có một số cái về nữa. Và sắp tới đây Khai sẽ một cái video book đọc gì trong tháng này á, mấy bạn hãy đón xem video đó nha. Và đây là tổng thể cái kệ sách mới của tôi, lung linh ghê không? Cắm đèn lên. Ok. Và đó là hết video rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra xem video này. Khang rất là vui khi mà được ngồi để rep comment cũng như là đếm những cái like của các bạn. Bởi vậy đừng ngại hãy like, share, subscribe và comment giúp Khang nha. Hẹn gặp lại với các bạn trong những video sau. Bye bye.